Hello anh em, hôm nay là ngày 25 tây tháng 4 của năm 2024 ha. Thì nhân dịp ship cây cho khách. Thì đây là giống mai xù Singapore mà em đã tạo bộ rễ được 2 tháng 10 ngày nè anh chị. Thì trước khi gửi cây là em lựa bộ rễ nó tứ diện. Đây là cái loại mà cắt da bôi thuốc để tạo bộ rễ mới đó. Em lựa rễ tứ diện với cây chi tàn nó hơi đều đều 7, 8, 9, 10 ha. Thì mình về mình sẽ tạo chi tàn mới đó. Thì mình đem ra ngoài đất trồng hoặc là gà chản trồng thì nó sẽ bung tàn ha. Thì đặc biệt là giống mai xù Singapore thì nó xù sớm thì nó sẽ lơ u nách ha. Đặc biệt những cái cây này đã làm trên trên chậu nhưng mà nó sẽ nó u u rồi nè anh chị, u nách nhánh này nè. Thì giống mai xù Singapore thì lá nó nhỏ thon dài đó. Thì cây này là hoành gốc nó lớn hơn đầu đũa ăn ha anh chị. Chi tàn thì em lựa đều đều như vậy. Thì nhân dịp ship cây thì em cũng chân thành cảm ơn anh khách đã ủng hộ thuốc kích rễ và giống mai xù Singapore. Thì có nhiều anh chị yêu cầu em làm lại những cái cây mai cách da bôi thuốc trên cây mai tứ quý. Trên cây mai tứ quý thì đầu tiên em xin làm cho anh chị xem để sau này mình có giao lưu thuốc và nhà mình có một hai cây thì để có cách làm hoặc là dư thuốc khi mà giao lưu thuốc kích rễ bên em thì dư thuốc thì mình làm luôn. Thì ở đây là em có dòng thuốc khắc da bôi thuốc trên bầu cây mê con. Thì anh chị lựa những cái cây mai mà hoành gốc nó nhỏ, đặc biệt son thon thoi sung khỏe, hoành gốc từ chiều cao từ 1,5 tấc cho đến 2 tấc là mình làm đạt hiệu quả cao. Thì cái cây nó sung khỏe non cây thì mình dùng thuốc bôi nguyên chất ha. Mình khắc da bôi thuốc thì bôi nguyên chất rồi 3 ngày sau mình tưới 1 cc cho 1 lít nước và 7 ngày sau mình tưới tiếp tục ha. Thì loại thuốc này là nó mát cây cho nên anh chị càng tưới thì nó càng ra rễ ha. Đặc biệt anh chị nào mà thích bộ rễ nhiều thật nhiều thì mình càng tưới nhiều thì nó bộ rễ nó càng nhiều ha. Đó. Thì ở đây em có cái dòng dưỡng mai suy yếu nữa nè. Đây, dòng dưỡng mai suy yếu là những cái cây mai mà anh chị lấy bông lấy hoa đồ nhiều hoặc là rễ nó bị úng ngập rồi đó, mình tưới vô thì nó sẽ tái tạo lại bộ rễ mới đó. Tưới càng nhiều thì rễ nó ra càng nhiều ha, nó đâm đi chi tàn luôn. Còn ở đây em có loại kích rễ mai phôi đó. Kích rễ mai phôi á, thì là xài cho những cái cây mai mà anh chị mới bứng về hoặc là thay chậu mình cắt co rễ co tàn đó, mình muốn kích rễ nó thêm nhiều thì mình tác động vào cái bộ rễ của nó là tác dụng da đó. Thì mình bôi thuốc là bằng một nắp nước này pha với nửa nắp nước, một nắp thuốc pha nửa nắp nước thì mình pha lại mình bôi vô cái đầu rễ thì nó mình đậy giá thể giữ ẩm và sẽ nó sẽ ra rễ ha. Rồi 3 ngày sau mình cũng tưới và 7 ngày mình cũng tưới vậy ha. Thì nó giúp cho bộ rễ mình nó phát triển hơn đó. Còn khi anh chị mà đã có rễ rồi thì anh chị dùng to củ mai 3 số 7 đó, để hỗ trợ cho cái việc mà mau lớn rễ. Cái thứ hai tạo nồi đế rồi chống thối củ rồi luôn là 3 số 7, nó làm cho nồi đế lớn á, mau lớn rễ đó. Thì ở đây em xin phép được làm trước cho anh chị xem một cây. Có anh chị yêu cầu á, tại vì lúc mà giao lưu thuốc có hỏi á, là thuốc này á, có làm cho cây mai tứ quý được hay không, thì em nói là làm được hết nha anh chị. Thì trước tiên là anh chị lựa những cái cây mai, tại vì cây mai tứ quý nó rất là già tuổi, thí dụ như hoành gốc hoặc là chiều cao thước tấc nó bằng với cái cây mai vàng của mình nhưng mà cái độ tuổi nó rất là già, cái da nó có khó khó rất là khó ra rễ, cho nên mình dùng cái chai mây phôi mình khắc da bôi thuốc là ok nhất đó. Thì cái chai mây phôi này mình khắc da bôi thuốc cho những cái cây mai mà già nua, có nghĩa là hoành gốc nó từ
đầu đũa ăn cho đến là cây diếc long. Đó. Cây diếc long mình cắt ra bôi thuốc thì nó sẽ ra luôn á anh chị. Đó. Thì cái loại tứ quý này nó chậm ra hơn là mai vàng ít ngày, tầm cỡ khoảng 4 ngày 5 ngày anh chị. Thì giống như là mình cắt ra bôi thuốc cho những cái cây mai vàng hoặc là mai xù thì mình moi xuống bầu ha, mình moi xuống bầu nó có cái phần da vàng vàng trắng trắng đó. Đó cái anh tứ quý này anh già dữ lắm anh chị. Thì mình cạo sạch vỏ ha. Cái khoảng cách mà mình lột da da thì cỡ khoảng chừng 5 ly. Mình lột sạch vỏ nghe anh chị ha, lột sạch vỏ. Đó, rồi mình xe nhẹ trên cái mặt cắt của cái anh tứ quý này, cái tế bào da nó già rồi đó, nó già cỗi, nó không bung ra đó. Mình xe nhẹ, mình cầm hai cái tay là mình xe nhẹ để chi cho nó chốc cái phần da mà tế bào chết đó, để chi để mình bôi thuốc vô nó ngấm liền ha. Đó. Thuốc thì trước tiên á, anh chị xài á, là anh chị sử dụng là lắc lên ha, lắc nhẹ lên để cho nó đều đều thuốc. Đó. Anh chị lấy cái bông tăm hoặc là cái cây mà xe lỗ tai á, em tại hồi trước là em hớt tóc thành ra cái loại này em rất là nhiều cho nên là em lấy cái này em xe ha, chứ loại lấy loại nào cũng được, có nghĩa là yêu cầu làm sao mình bôi thuốc vô cho nó thấm là được rồi. Mình lấy bông gòn mình xe lại giống như ngồi viết cũng được, lấy bông tăm xỉ ra, bông tăm mình xe bông gòn mình ấy lên cũng được, mình bôi lên cũng được, yêu cầu bôi thuốc được là được rồi, là được rồi, chứ không cần nhất thiết là cái loại nào hết. Đó. Rồi mình để khô mình cái giá thể thì mình giữ ẩm ha, giá thể mình nằm ẩm rồi để khô cho nó khô thuốc xong rồi mình vô vô cái bầu như vậy đó. Vô cái bầu như vậy mình lắp giá thể lên, cái giá thể là ẩm ha anh chị, lắp giá thể lên. Nếu mình muốn mà đều đều vai ngang quay vế thì mình lấy băng keo mình băng lại là cách mặt cắt cỡ khoảng 5 ly ha anh chị ha, thì nó ra rễ, nó dồn nén, nó ra rễ ngay đó hết. Còn nếu mình thả thả rễ luôn để mình làm nồi đế khủng á, có nghĩa là mình làm cái tạo dáng cây kiểu dáng khác á, muốn đủ đế khủng á, thì cho nó thả cửa luôn ha, cho nó ra lên luôn. Tại đặc biệt cái giống, đặc biệt cái loại thuốc này anh chị càng tưới nó càng ra rễ, thì nó tưới càng nhiều thì nó ra rễ lên tới cái mặt phân luôn đó. Thì anh chị lấp lắp cao lên cỡ khoảng chừng, nếu mà tháng nắng như lúc này là anh chị lắp lên cỡ khoảng 2 phân rưỡi đó nha, 2 phân rưỡi và che mát là độ khoảng cỡ khoảng 20 ngày hả ba đây ha, đem cái nắng ha, tại vì lúc này là trời nắng nóng, nhiệt độ rất là cao, khi mà anh chị cắt ra bôi thuốc là nó mất đường đường hỗ trợ đi 50%, cho nên nó là nếu mình để ngoài nắng luôn nó sẽ mất sức cây, cái độ phát triển rễ nó rất là chậm nha anh chị, chậm và lại nó không có đạt tỷ lệ cao, cho nên buộc lòng là mình phải phải che nha anh chị. Che nắng lại đó. Che nắng lại anh chị để có khoảng chừng 20 ngày hả, đem ra 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 nắng luôn ha, để cho nó phát triển cây. Thì em xem những cái cây mai tứ quý mà em làm nè anh chị đó. Cây tứ quý này em làm được được 25 ngày nè anh chị. Đó, để em lấy ra luôn ha cho anh chị xem cái tứ quý này 25 ngày nè anh chị. Đó. Nè tứ quý là 25 ngày nè anh chị thấy đã chưa. Đó. Để em lấy cây nó kiều kiều lên ha. Không có cây để em khều nữa chứ, để có cây tăm hay gì để em lấy cây tăm cái ha.
nên anh chị xem nè, cây tử quý nè, 25 ngày, 25 ngày là anh chị dùng to củ mai 3 số 7 mình tưới luôn ha, để cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh ha. À, anh chị vô đi cân à, cho phát triển mạnh luôn ha. Đó, tôi quý nè. Đó. Đó. Là cỡ này là anh chị dùng 30-10-10 với cái loại to củ mai 3 số 7 mình tưới vô ha, thì làm cho cái bộ rễ của mình nó lớn lên, nó bắt chuyển mạnh. Rồi lúc đó cho cái bộ rễ nó lớn rồi anh chị cắt bầu ghim luôn ha. Còn nếu mà chơi thì theo kiểu thả luôn, thả luôn thì mình để luôn ha. Đó, như vậy đó. Anh chị nhớ là khi mà cắt dao bôi thuốc là phải để trong mát 20 ngày ha. Lúc này trời nắng nóng, nhiệt độ nó cao. Đem vô đi cưng ơi, anh đang làm chuyện. Nhiệt độ nó cao cho nên là anh chị phải để luôn ha. Để luôn trong mát 20 ngày. Khi 20 ngày xong anh chị thả đem ra ngoài nắng để phát triển bộ rễ ha. Đây nè. Đây nè, em làm mới có 15 ngày nè. Đó. Cái bộ rễ này anh chị thấy đã không? Đó. Đó, bộ rễ nó lớn lên đó anh chị. Nhưng mà đặc biệt cái thứ quý á, khi mà nó chậm ra rễ, nhưng mà ra rễ rồi là bộ rễ nó có xương luôn anh chị. Bộ rễ nó có xương, nó cộng lớn, rất là lớn. Đó. Anh chị thấy không? Nó đều tứ mặt luôn, tứ diện luôn nè. Đó. Thò tay con mở đại vô giùm anh đi, anh đang làm chuyện, anh có tắt được. Đó. Đó, thấy bộ rễ không? Đó. Thì anh chị nên khi mà 20 ngày anh chị pha cho dòng thuốc to củ mai 3 số 7 thì anh chị tưới vô cho cái bộ rễ nó lớn lên ha. Đó, cho nó đồng đều. Ở đây thì em xài cái bộ rễ là không có xài rễ để nôm, cho nên là em cho ra rễ rất là nhiều rồi em uống thân lất lượng ha. Đó. Rồi ở đây là những cây mai mà em đã cắt rễ ghim sau 2 tháng rưỡi nè anh chị. Cho anh chị xem luôn ha. Làm rễ sau 2 tháng rưỡi nè. Đó. Thì đây là dòng thuốc hữu cơ ha. Đây là em cắt bộ ghim có 3 ngày thôi. Nhưng mà mình cái kỹ thuật mà cắt bộ ghim mà để cho chồng mà để ra ngoài nắng nó không mất sức á, là anh chị cắt bộ ghim đừng có đụng chạm tới cái bộ rễ non quá nhiều ha. Đừng có đụng chạm với bộ rễ non quá nhiều. Mình cắt như vậy cho rễ nó mình úp lên cái chậu thôi. Mình làm giống như cái mô nón lá đó. Thì mình úp lên. Rồi cưng để đây đi cưng, như vậy để em rửa tiền. Đó, khi mà anh chị cắt bộ ghim á, cái kỹ thuật làm á là không mất sức cây, vẫn để ngoài nắng. Thì thí dụ như anh chị có mua thuốc hoặc là có muốn mà làm như vậy á, thì anh chị cứ điện thoại cho em là 0765034579 để em hướng dẫn tận tình ha. Em cắt bộ ghim là em để ngoài nắng luôn, nhưng mà nó cây nó không mất sức anh chị. Đó. Anh chị thấy cái bộ rễ như vậy là cỡ nào, biết bao nhiêu rễ mà nói. Cho nên á là em cắt bộ ghim em không cần che nắng luôn, nhưng mà cây nó không mất sức nha anh chị. Này, anh chị xem cái bộ rễ nè. Em cái mới cắt bộ ghim là chừng 3 ngày anh chị. Đó. 3 ngày. Đó. Thì kỹ thuật mà cắt bộ ghim để cho không bị mất sức cây á, thì anh chị nó rất là dài. Thì cho nên là em không có nói trong video được. Nếu anh chị nào mà muốn chơi lần đầu mà chưa có làm lần nào á, muốn em hướng dẫn á, thì cứ alo cho em ha. Đây là bộ rễ mà em đã tạo bộ rễ được 2 tháng rưỡi nè anh chị. Đó. Đó. Thì mình cắt xong mình sẽ vô lại cái
cái chậu ha, chậu C10 hoặc là C11 gì đó, C10 á, thì anh chị làm gom cái mô phân cho nó hơi nhô nhô cao, định hình cho nó hơi có cái dốc giống như cái nón lá, để mình đặt cái bộ rễ lên, đặng cho sau này nó có một cái hình thành cái hình 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 trụ ha, hình tháp ha, hình nón ha. Thì cái cây của mình á, cái bộ rễ của mình sau này sửa nước hay, nó rất là dễ sửa ha anh chị ha, rất là dễ sửa đó. Mình lòn vô mình để lên, ít lên đó, rồi mình vô giá thể mình đậy lại ha. Tháng nắng này đậy lại, lắp giá thể lên cỡ khoảng 2 phân 3 phân ha, mình cầm cây luôn đó. Mình cầm cây luôn anh chị, cầm cây cho nó cứng. Còn anh chị nào kỹ thì mình đem vô mát, còn không kỹ giống như em á, em không có kỹ, tại vì nói chung á là mình làm quen rồi thì mình nhìn cái cây mình biết nó như thế nào, thì em để ngoài nắng luôn đó, em để ngoài nắng đây luôn. Rồi tới cái em cho anh chị xem những cái cây mai mà bằng cây viết lông mà em khắc ra bo suốt đó, được tầm cỡ khoảng chừng là cái cây này em làm rễ lúc tầm 3 tháng rồi anh chị, tầm 3 tháng rồi bằng cây viết lông á, 3 tháng rồi rễ, hôm nay chắc nó lớn rồi đó. Để em cho anh chị xem ha, xem cái cây mai này. Đây. 3 tháng rồi nè anh chị. Cỏ mọc tùm hết trơn anh chị. Cái cây này là hoành gốc bằng cây viết lông nha anh chị. Em cắt ra bôi thuốc luôn. Cái cây này nó nặng nề, nó bự quá, cái cây này đã sắp rễ rồi. Thì hôm nay em làm được 3 tháng. Hôm nay sẵn dịp như vậy em thăm chừng luôn để cho xem coi cái bộ rễ nó lớn chưa, để mình cắt cái bầu ghiên luôn anh chị. Nhưng mà ở loại cây này, cái cây lớn này anh chị nên là để cho nó hơi già rễ nha anh chị. Tại vì nó quá lớn mà anh chị cắt sớm quá thì nó sẽ mất sức cây ha. Mà nếu khi anh chị cũng muốn cắt bầu ghiên sớm thì mình co tàn này luôn ha, co tàn này lại rồi mình hãy cắt. Để em chút ra luôn ha. Anh chị, cái cây này là nó bằng cây viết lông nha anh chị, cây rất là lớn. Có nhiều anh chị hỏi là có làm được cái cây lớn như vậy hay không, thì đây là dòng thuốc mai phôi mà anh chị làm mới được nha anh chị. Cái dòng thuốc mà cắt da bôi thuốc trên bầu cây mai con là không được nha. Giờ em cho anh chị xem cái bộ rễ nè. Quá trời cái bộ rễ này, cây càng lớn thì cái bộ rễ nó càng lớn anh chị ơi. Cái này đúng ra là em rửa nước luôn cho anh chị xem nó mới đã. Nhưng mà tại vì em moi ra như thế này là cũng đủ để thấy cái độ phát triển của rễ và độ ra rễ của thuốc ha anh chị. Chứ đúng ra là em rửa nước luôn cho anh chị nhìn mới đã luôn. Đó. Nó ra một đống rễ luôn anh chị ơi, không có biết, không có đếm nổi nữa. Cái cây lớn thì nó chậm ra rễ ha, thời gian chậm ra rễ. Nhưng mà nó ra rễ rồi là ra rễ khủng hoảng luôn anh chị ơi. Cái này là em cắt da bôi thuốc cho cái cây mà em đã sửa rễ rồi ha, cây này gần trên 1 năm rồi đó anh chị ơi. Thank you.
Chị thấy đã chưa? Đó. Em đâu có quấn băng keo anh chị. Tứ diện luôn nè. Một đống rễ. Tưới nước nó không muốn xuống luôn anh chị ơi. Nè. Cái cây này là đã sắp rễ rồi nghe anh chị. Mà cái đời đầu á, sắp rễ nó có 6-7 cọng rồi. Đời đầu chưa có thuốc khắc da bôi thuốc á. Vậy em thấy vậy em khắc da loại luôn ha. Đó. Anh chị thấy không? Ừ. Nó lớn hơn ngón út nha anh chị. Nó em ngón út á. Cái gốc ở dưới á. Còn này em khắc ở trên bầu là 5 phân nè anh chị. Đó, nó ra rễ như vậy nè. Đó. Như vậy thì anh chị tưới to củ mai 3 số 7 vô với dòng phân 30-10-10 vô để cho nó lớn rễ anh chị ha. Đó. Đó, như vậy đó. Anh chị thấy đã chưa? À. Anh chị thấy đã không? Nó ra rễ cỡ này nè anh chị ơi. Quá trời luôn à. Anh chị thấy đây thấy chưa? Cái cây này là bằng cây viết lông nha anh chị. Là em khắc da bôi thuốc bằng thuốc đó là mây phôi nha. Bằng thuốc mây phôi nó mới ra anh chị. Chứ nếu mà cái loại mà khắc da bôi thuốc của bầu mây con là không bao giờ ra. Cái loại mây phôi rất là mạnh. Đó, cho anh chị xem một lại một lần nữa ha. Cái này thì anh chị sẽ dùng to củ mai 3 số 7 để mình tưới vô cho nó lớn rễ ha. Cái rễ này không biết bao nhiêu nói nữa anh chị ơi, tưới nó không vô luôn đó, tưới nó không thấm thấm luôn. Đó. Rồi bye bye anh chị ha. À, chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ thuốc kích rễ và giống mai xù Singapore và cũng như là kênh mai xù của kênh thuốc kích rễ của em ha Phan Dân ha. Anh chị nào chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em để em có nhiều động lực để ra nhiều những video tiếp theo. Và kênh em thì đa số là buôn bán thì lúc nào cũng tặng phẩm hết. Có đôi khi giao lưu giống mai xù thì em tặng tặng thuốc kích rễ. Còn có đôi khi mua thuốc kích rễ thì em tặng giống mai xù ha. Nếu mà ngay đợt nào mà nó có giống thì em sẽ tặng ha. Rồi chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.